Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với công ty Trung Thư Auto. Và chúng tôi mới chuyển về trụ sở mới, có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể thấy là trụ sở mới của Trung Thư Auto thì rất là khang trang, rất là to đẹp. Đây là sảnh ngoài nhé các bạn nhé. Đây là sảnh ngoài. Còn hệ thống showroom bên trong thì vô cùng là hiện đại và đẹp mắt, chuẩn rất là chuẩn chất lượng, rất là cao. Đó. Đây là những chiếc xe vừa mới về bên Trung Thư Auto ạ. Đó. Đây, ví dụ chiếc biển 18 này. Rồi. Rất nhiều, nhưng mà trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến các bạn ba mẫu xe, ba chiếc nha, ba chiếc mới về và chúng tôi đã có đầy đủ thông tin. Ok. Rồi. Cho anh mượn checklist. Đây các bạn có thể thấy. Trung Thư Auto thì là đơn vị làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Chúng tôi làm việc thì luôn luôn phải có quy trình, có văn bản. Đó. Rồi, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn ba chiếc này nhá. Một chiếc Innova, một chiếc Fortuner đời 2017 và một chiếc Fortuner đời 2010. Rồi. Chúng ta đến với đầu tiên là chiếc Innova bản 2.0e số sàn. Đó, số sàn các bạn nhá. Màu bạc, màu thì cơ bản dễ nhìn, đúng không ạ? Rồi, số sàn sản xuất 2019 biển tỉnh ạ. Ok. Về thông tin về chiếc xe này thì xin báo cáo để các bạn có thể nắm được cái giá trị sử dụng còn lại của xe. Đúng không ạ? Và cuối cùng thì sẽ là giá mong muốn của Trung Thư Auto dành cho mẫu xe này. Bởi vì cũng có một doanh nhân nào đó, một doanh nhân nào đó đã nói rằng là người thông thái là người quan tâm đến giá trị trước khi quan tâm đến giá cả, phải không ạ? Rồi. Chiếc xe này thì về chất lượng thì chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ. Keo chỉ thì nguyên zin toàn bộ quanh xe ạ. Keo chỉ nguyên zin toàn bộ quanh xe. Rồi, ốc lắp capo nguyên zin, ốc cửa hậu nguyên zin, ốc bốn cánh cửa nguyên zin, đèn nguyên bản, đúng không ạ? Rồi. Lốp sơ cua thì chưa hạ. Rồi. Và bốn lốp thì đều là theo xe. Bốn lốp của xe đều là theo xe. Date 2018 á. 2018. Và theo quan sát đánh giá thì chúng tôi đánh giá chiếc lốp này về độ mới thì chỉ còn khoảng gần 70%. Gần 70%. Đó. Ok. Và về chất lượng quan trọng nhất của chiếc xe đó là phần động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe thì chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng, vô cùng là nguyên bản luôn. Đó, và điều này thì sẽ được chúng tôi giao kèm trong văn bản có giá trị pháp lý, cam kết cái động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm là không đâm đụng, không gập nước và không thủy kích các bạn nhé. Về phần pháp lý thì sẵn sàng là cam kết là rõ ràng minh bạch, không cầm cố, không tranh chấp và thậm chí là không có phạt nguội ạ. Đó. Ok, hỗ trợ sang tên đổi biển nhanh chóng, gọn gàng. Rồi, xin mời các bạn cùng vào trong nội thất của xe thì là ghế lỉ nguyên bản. Chiếc xe này thì vô lăng nguyên bản đúng không? Vô lăng tần số đây. Đấy, các bạn có thể quan sát thực tế. Rồi. Số km lăn bánh của xe đang được công bố được hiển thị trên đồng hồ là 3 vạn km ạ. 3 vạn km. Đó. Tuy nhiên theo quan sát và đánh giá của chúng tôi thì chiếc xe này sẽ chạy số km sẽ nhiều hơn chứ không phải là 3 vạn. Đây không phải là số km zin nhá. Số km thực tế của xe nó sẽ rơi vào khoảng 5 đến 6 vạn đấy ạ. Khoảng 5 đến 6 vạn cho chiếc xe này. Vâng. Rồi. Màn hình theo xe, đúng không ạ? Tất cả chức năng là hoạt động hoàn hảo. Và công ty Trung Thư Auto thì mong muốn mức giá cho chiếc Innova E 2019 biển tỉnh ạ. Mong muốn mức giá cho chiếc xe này là hơn 500 triệu các bác nhá. Hơn 500 triệu.
Và mức giá đó thì cụ thể thì các bác có thể gọi điện đến số hotline duy nhất của Trung Tự Auto là 0975794Q2. Và mức giá đó chúng tôi thì hoàn toàn có thể điều chỉnh một cách linh hoạt, đúng không ạ? Và các bác cũng chỉ cần trả trước một khoản tiền mặt là 30% giá trị xe, tức là khoảng đâu đó khoảng 160 đến 180 triệu là có thể lái xe về, còn lại trả dần hàng tháng trong vòng 5 đến 7 năm thì các bác lựa chọn thời gian. Ok, chúng ta đến với chiếc tiếp theo, đó là một chiếc Fortuner. Chiếc này thì là màu nâu, đúng không ạ? Màu nâu. Fortuner bản máy xăng một cầu số tự động, sản xuất 2017, cũng biển tỉnh ạ. Biển tỉnh. Đây là bản nhập khẩu nha các bạn nhé. Bản nhập khẩu. Đó. Dạ. Em chào bác ạ. Bác xem xe ạ. Dạ, dạ. Rồi, một bác khách hàng của Trung Tự Auto đang đến chọn cho mình chiếc xe phù hợp. Ok, về tình trạng của chiếc xe này thì xin báo cáo các bác là dàn lốp thì là đều 2017 nhá, 4 lốp 2017. Đó. Độ mới thì còn đâu đó khoảng 60%, khoảng 60% thôi, lốp 2017. Ok. Rồi, la răng thì nguyên bản. Tình trạng thực tế thì các bác có thể xem qua ống kính máy quay ạ. Rồi. Phần ốc lắp capo thì có vết tháo vặn do là bác chủ đã tháo ra để sơn lại capo, đúng không ạ? Ốc bốn cánh cửa thì nguyên zin. Đấy, ốc cửa hậu nguyên zin, đúng không ạ? À không, ốc bốn cánh cửa thì cũng có vết vặn nhá. Có một số vết vặn. Đó, do cũng lý do đơn giản là sơn lại cánh cửa thôi ạ. Vâng. Rồi. Còn động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe thì chắc chắn rồi. Đây là tiêu chuẩn cơ bản của Trung Tự Auto. Đấy là tiêu chuẩn bắt buộc ạ. Đó, là phải động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe là phải nguyên bản. Đấy. Và chúng tôi rất tự tin về chất lượng sản phẩm của Trung Tự Auto. Luôn luôn khuyến khích các bác là qua xem xe và lái thử trực tiếp cùng với cả thợ quen hoặc là người quen có kinh nghiệm. Đấy, đồng thời có thể mang xe ra đại lý chính hãng hoặc bất kỳ gara nào mà các bạn tin tưởng, đúng không ạ? Đấy, rất rất là tự tin. Thậm chí nếu mà các bạn ở xa thì chúng tôi có thể là ship chiếc xe này, tức là vận chuyển đến tận nhà. Và khi các bạn kiểm tra xe không đúng như những gì mà Trung Tự Auto cam kết thì các bạn có thể là từ chối nhận xe và chúng tôi sẽ phải chịu mọi chi phí, bao gồm cả chi phí vận chuyển luôn, tất cả mọi chi phí, đúng không ạ? Đấy, phải vô cùng tự tin thì chúng tôi mới có thể là vận chuyển xe dùng cái hình thức như vậy, đúng không ạ? Rất tự tin luôn. Rồi, chúng ta cùng vào trong một chút. Thì đây là nội thất của xe, nội thất ghế da lâu nguyên bản ạ. Đó. Và nếu các bác muốn chi tiết hơn nữa thì các bác có thể là gọi điện đến số hotline 0975794Q2 thì các bác sẽ được các bác sẽ yêu cầu gọi video call, gọi video và các bác yêu cầu soi từng chi tiết nào, các bạn sẽ soi cho các bác luôn. Đấy, ví dụ bảo soi cho anh con ốc này, soi cho con anh con ốc capo, ví dụ vậy, soi bất kỳ vị trí nào thì các bác sẽ được phục vụ một cách rất là tận tình, đúng không ạ? Rồi. Và số km của xe đang báo trên đồng hồ là 6,8 vạn km. Đó. Tuy nhiên theo quan sát đánh giá của đội ngũ kỹ thuật Trung Tự Auto thì chiếc xe này sẽ chạy là khoảng chục vạn nhé, khoảng 10 vạn km đấy ạ. Ok. Rồi. Và cái mức giá mong muốn của Trung Tự Auto dành cho mẫu xe này đó là khoảng hơn 800 triệu. Hơn 800 triệu dành cho chiếc Fortuner bản máy xăng một cầu số tự động ạ. Sản xuất 2017, biển tỉnh, tên là bản đây là bản nhập khẩu ạ. Rồi. Ok, hơn 800 triệu. Và các bác cũng chỉ cần trả trước một khoản tiền mặt là khoảng 230 đến 250 là có thể lái xe về phục vụ gia đình, phục vụ công việc. Còn lại thì chúng ta có thể trả dần hàng tháng. Ok. Đấy. Các bạn thấy là không khí ở đây đang rất là tấp lập, đúng
đúng không ạ? Đây là trụ sở mới của Trung Thư Auto. Đó, rất là to, đẹp, rồi chuyên nghiệp. Đấy, chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ và luôn luôn là giữ vững cái chất lượng của sản phẩm để có thể phục vụ các bác được tốt hơn, phục vụ được nhiều các bác hơn. Đấy, ok, chúng tôi quan điểm là sẽ tạo ra nhiều giao dịch. Đấy, mỗi giao dịch có thể là chúng tôi sẽ có một cái biên lợi nhuận nó vừa phải thôi, nó ít thôi, nhưng mà chúng tôi hàng năm chúng tôi tạo ra hàng nghìn giao dịch đó, thì sẽ tạo ra được nhiều công ăn việc làm cho nhiều các anh em trong công ty, đồng thời là phục vụ được nhiều gia đình hơn, đấy, nhiều khách hàng hơn. Ok, rồi chúng ta đến với chiếc cuối cùng trong buổi livestream ngày A buổi trong cái video ngày hôm nay. Rồi chúng ta đến với một chiếc Fortuner máy dầu một cầu số sàn, dầu một cầu số sàn, sản xuất 2010, biển tỉnh ạ, biển tỉnh, tên công ty. Và chiếc này thì hiện tại đang xuất hóa đơn được là 100 triệu ạ, xuất hóa đơn 100 triệu, tên công ty. Đây là bản máy dầu 2.5 nha các bác nha, 2.5 rất tuyệt vời. Rồi về tình trạng của xe thì hai lốp trước của xe là đết 2019, độ mới còn khoảng 70%. Rồi hai lốp sau thì là mặt lốp được quay vào trong nên chưa xác minh được là đết bao nhiêu, tuy nhiên là độ mới thì cũng tương đương với lốp trước là khoảng 70%. Rồi một chiếc xe 2010. Ok, về phần keo chỉ thì xin giới thiệu các bác là chiếc xe này thì keo chỉ thì nguyên zin phần đằng trước, tuy nhiên cũng phải trình bày với các bác luôn. Đấy, một chiếc xe chúng tôi đã nhận được báo cáo của đội ngũ kỹ thuật, đấy là trong đây là keo chỉ là mất ở phần cửa hậu này, phần cửa hậu là mất khoảng 20 cm keo chỉ nha, 20 cm keo chỉ đó. Rồi ok, đấy, Trung Thư Auto với quan điểm là rất là rõ ràng và minh bạch trong vấn đề là giới thiệu sản phẩm đến các bác. Đấy, tình trạng xe ra làm sao thì cũng giới thiệu đến các bác một cách trung thực và minh bạch. Rồi ok, phần ốc cửa hậu thì cũng có đã được tháo vặn ra để xử lý và sơn lại cái phần cửa hậu một chút, đúng không ạ? Đó, nhưng mà chúng tôi đã thẩm định thì đây cũng là một chiếc xe hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của Trung Thực Auto ạ, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn nhá. Đấy, bởi vì là phần động cơ, phần hộp số và hệ thống khung gầm của xe là vận hành vô cùng ổn định, và phần này thì sẽ được cam kết trong văn bản. Đấy, ký nhận bằng văn bản cho các bác luôn. Đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm, động cơ, hộp số nguyên bản. Rồi chúng ta tiếp đến phần tiếp theo, đèn nguyên bản. Rồi ok, ốc bốn cánh cửa thì cũng có vết sơn, có vết tháo vặn. Đấy, để sơn. Ok, tiếp tục chúng ta cùng vào xem phần nội thất của xe. Ok, phần ghế da thì đây các bác có thể thấy ghế da đã được bọc lại khá là mới. Rồi đó, chúng ta cùng kiểm tra. Rồi màu be cũng rất là vào mắt, đúng không ạ? Rồi phần màn hình thì được lắp thêm và các chức năng là hoạt động hoàn hảo. Camera lùi cũng được lắp thêm, camera hành trình cũng được lắp thêm và mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Số km trên đồng hồ thì đang báo là 11,2 vạn km, 11,2 vạn. Đó. Tuy nhiên theo quan sát và đánh giá về vấn đề về chất xe, về tuổi xe thì chúng tôi dự đoán là chiếc xe sẽ có số km là khoảng 19 vạn km, khoảng loanh quanh 18-19 vạn km các bạn nhé, 18-19 vạn km. Rồi và mức giá mong muốn của Trung Thực Auto dành cho chiếc xe này là khoảng hơn 400 triệu ạ, hơn 400 triệu cho chiếc xe này. Đó,
và cụ thể là 495 triệu. Và mức giá đó thì chúng tôi hoàn toàn có thể điều chỉnh một cách linh hoạt. Thì các bác có nhu cầu cứ gọi điện đến số hotline 0975794Q2. Rồi, 495 triệu. Và số tiền mặt các bác cần chuẩn bị cho mẫu xe này là khoảng nhá, 50%, tức là khoảng 250 triệu là có thể lái xe về. Còn lại là chúng ta có thể trả dần hàng tháng trong vòng khoảng từ 2 đến 4 năm tùy theo lựa chọn với những chiếc xe đời 2010 như thế này. Vâng, và trong khuôn khổ ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu đến các bác là 3 chiếc xe. Đó, thì tôi đã giới thiệu đầy đủ rồi. Đó. Và kết thúc video thì xin được gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến các bác cùng đại gia đình của mình. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu xe lần sau. Xin cảm ơn.